Hello chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MMO Official và hôm nay thì mình sẽ đi hướng dẫn cho các bạn một cái kèo mới. Đây là kèo farm nha. Đó, Farm Center này, tìm hiểu và kiếm tiền từ cái hoạt động này. Bắt đầu chuỗi chương trình tìm hiểu và kiếm tiền đầu tiên và giveaway mã thông báo là đồng farm nha. Trị giá là khoảng 3.000 đô cho cái airdrop này. Giới thiệu về farm thì Farm Center là một thị trường mã thông báo không thể thay thế NFT và nền tảng tài chính phi tập trung là DeFi cho ngành công nghiệp phim và giải trí. Quy tắc này tham gia kênh Telegram của chúng tôi, theo dõi Twitter và trả lời 10 câu hỏi. Tất cả những người có điểm từ 5 trên 10 đều được coi là người dùng hợp lệ. Giải thưởng này, 1.000 đô la cho người hoạt động tốt nhất. Một người chiến thắng top 1 nhận được là 200 đô la, hai người chiến thắng top 2 thì sẽ nhận được là 150 đô cho mỗi người bốn người chiến thắng top 3 thì sẽ nhận cho mình là 50 đô mỗi người Và 10 người chiến thắng top 4 thì sẽ nhận được là 30 đô mỗi người Và cái giải 2.000 đô chia đều cho 250 người may mắn Mỗi người là 8 đô la nha Rồi ở đây thì bạn có thể theo dõi những cái phương tiện truyền thông của họ Như là Twitter, Telegram, Facebook này Hoặc là Youtube, trang web của họ nha Rồi bên dưới là các tài liệu này, tóm tắt này ở đây thì bạn sẽ điền cho mình cái Phần là tôi không phải người máy và cái phần là ai đã giới thiệu cho bạn đến chương trình này. Sau đó thì bạn sẽ bấm cho mình là ô tiếp tục là được. Rồi ok, sau khi mà bạn bấm cho mình cái nút tiếp tục ấy thì ở đây nó sẽ hiển thị cái mục là họ và tên và địa chỉ mail. Các bạn sẽ bấm cho mình là tham gia giveaway này. Tiếp theo thì bên dưới nó sẽ có một vài những cái câu hỏi. Nó sẽ có là 10 câu hỏi và địa chỉ bếp 20. Ở đây thì mình sẽ sử dụng ví MetaMask nha mình sẽ đi tiến hành copy địa chỉ của ví Metamask. Sau đó thì mình sẽ bấm vào cái phần địa chỉ ví Web20 ở đây. Mình sẽ dán địa chỉ ví vào. Sau đó thì mình sẽ bấm vào cái phần là xác nhận này. Rồi ok, tham gia nhóm Telegram của chúng tôi. Bạn sẽ bấm vào cái phần tham gia ở đây. Sau đó thì bạn sẽ bấm vào cái mục là Telegram. Đó, ở đây thì bạn sẽ chỉ cần bấm cho mình nút join là được. Tiếp theo thì bạn hãy nhập cho mình là cái username của bạn. Rồi ở đây thì bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần ba gạch, chọn cho mình là setting, chọn cho mình là username. Bạn sẽ copy username ở đây nha, chọn cho mình là sao chép. Tiếp theo thì bạn sẽ nhập cho mình dấu hoa còng và dán cho mình cái username của bạn vào. Sau đó thì bạn sẽ bấm là tôi đã tham gia kênh này. Tiếp theo đó chính là theo dõi Twitter. Bấm cho mình vào ô theo dõi này. Ở đây thì mình đã theo dõi Farm Center rồi. Tại đây thì uh, hãy nhập cho mình cái username Twitter của bạn vào đây. Mình sẽ chọn vào cái phần Ivanta này. Chọn là hồ sơ copy username nha. Chọn cho mình là ô sao chép này. Sau đó thì mình sẽ dán cái username mình vào đây Chọn là tôi đã theo dõi Ok bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn Câu trả lời của những cái câu hỏi này nha Câu hỏi số 1 đáp án sẽ là A Chọn cho mình là confirm entry này Câu thứ hai Đáp án sẽ là D O observable Ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình là confirm Câu hỏi thứ ba đáp án sẽ là C nha cho mình là confirm này. Đáp án thứ tư sẽ là D. Rồi, tiếp theo là đáp án thứ năm, 5B nha. Đó, đáp án thứ 6 cũng là B luôn này. Câu hỏi thứ 7 đáp án sẽ là D. Câu hỏi thứ 8 đáp án sẽ là B. Câu hỏi thứ 9 này, đáp án sẽ là C. Rồi, câu thứ 10 sẽ là A. Đó, chọn cho mình là confirm. Cuối cùng nó chính là invite friend. Ở đây thì mình cũng sẽ để cho các bạn cái đường link đăng ký bên dưới phần mô tả video này. Khi mà tham gia vào cái kèo này thì bạn sẽ cần phải follow cho mình kênh Twitter và kênh Telegram của họ là được. Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ ăn chia là khoảng 3.000 đô cái token farm này nha và cái token farm này đã được list trên uh, VnDC mình sẽ mở VnDC ra cho các bạn xem này, ok đây là ví VnDC của mình nha và sau khi các bạn vào cái ví VnDC này thì bạn sẽ bấm cho mình vào ô quản lý này, các bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần là tìm kiếm tài sản số, các bạn sẽ nhập cho mình là cái đồng farm đó, ở đây nếu như bạn nào mà chưa gạt cái thanh này lên thì bạn sẽ gạt nó lên nha thì khi mà các bạn gạt thanh này lên thì nó sẽ hiển thị cho các bạn cái đồng farm ở trên cái ví của bạn đây đây là cái đồng farm của mình nha và hiện tại thì mình cũng đang không có cái đồng farm nào ở đây cả thì cái kẹo Aerobe này các bạn sẽ được nhận cho mình cái đồng farm này về cái ví VNDC đó và ở cái ví VNDC này cũng rất là hay nha các bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần giới thiệu ở đây thì khi mà các bạn giới thiệu cho một người nào đó cái ví VNDC này thì bạn sẽ nhận được là 35.000 và cái người được giới thiệu thì sẽ nhận là 200k hoàn toàn miễn phí nha. 200.000 VNDC nó sẽ tương đương với lại 200k. Bạn có thể rút về thẻ ngân hàng của các bạn. Bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần là tài khoản ngân hàng ở đây. Đó, bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần là thêm ngân hàng, hãy add cho mình cái ngân hàng mà bạn đang sử dụng nha. Ví dụ ở đây bạn đang sử dụng ngân hàng Vietcombank thì bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần Vietcombank ở đây và bạn sẽ thêm cho mình cái số tài khoản vào đây. Sau đó thì bạn sẽ bấm cho mình vào cái nút thêm Ở đây thì mình đang sử dụng ngân hàng Việt Tin Cho nên là mình đã add được cái ngân hàng Việt Tin của mình vào đây rồi Khi mà các bạn uh, có tiền ở trên cái sàn này thì bạn sẽ bán được cái đồng VNDC này nha Ở đây thì nó đang bị cái lỗi Đó chính là nó không hiển thị cái mục bán VNDC mà chỉ có mục mua thôi Và để hiển thị được cái mục bán ấy, thì bạn sẽ bấm cho mình vào cái ô ba gạch ở đây bạn sẽ kéo xuống dưới này, chọn cho mình nó quốc gia Bạn sẽ bấm cho mình vào Việt Nam sau đó thì bạn sẽ bấm cho mình là xác minh Rồi Sau khi mà mình xác minh quốc gia xong ấy Thì nó sẽ hiển thị lại cho mình cái mục bán nha Lúc nãy thì nó không hiển thị mục bán Bởi vì cái app này nó vừa mới update lại Một vài những cái hay ho nữa Cho nên là nó đã mất cái mục bán Và cái mục hay ho mà mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn Đó là cái mục quà tặng ở đây Và khi mà bạn mở bạn bè thì bạn sẽ nhận được là một Cái lượt mở quýt tổ miễn phí nha sau đây thì mình sẽ mở thử một cái thẻ crypto cho bạn xem là mình nhận được bao tiền và mình nhận được là một cái đồng WHZ. Sau đó thì mình sẽ chọn là tiếp tục này. Ok thì mình sẽ bấm vào quản lý. Mình sẽ mở cái đồng WHZ này lên. Nếu như bạn nào mà chưa gạt cái thanh này lên ấy thì bạn hãy gạt đi nha. Đó, sau đó thì bạn sẽ có thể nhìn thấy ở đây mình đã nhận được cái đồng WHZ này về luôn cái ví của mình rồi. Thì cái kèo này rất là ngon nha bạn có thể nhận luôn crypto miễn phí chỉ việc mỗi ngày bạn sẽ đăng nhập vào cái ví VNDC này và mở hộp quà mà thôi. Khi mà bạn giới thiệu thành công một người khác về cái ví VNDC thì bạn sẽ nhận luôn là 35.000 và người được giới thiệu sẽ nhận là 200k nha. Ok bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình sẽ để cho các bạn cái đường link đăng ký Aero đồng farm token cũng như là đăng ký cái ví VNDC này bên dưới phần mô tả video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn Ở những video tiếp theo. Bye bye